Rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp SAT Practice Test số 6, phần toán Calculator, và bắt đầu từ câu số 17 đi. let's do this one now. Okay, you need question, you need this following information to answer question 17 to 19. Đó, 3 câu mình dựa vào cái thông tin trên đây. Đây là một cái dạng mà giống như là cái bậc thang á. When designing a stairway, an architect can use the riser tread formula 2h plus d equal to 25, where h is the riser height in inches and d is the tread depth in inches. Tức là khi mà mình thiết kế một cái cầu thang bộ đi, thì một cái người kiến trúc sư có thể sử dụng là cái công thức riser tread này. Riser là cái độ cao của một cái bậc á. Còn tread nó là cái chiều rộng của một cái bậc thang á, chiều sâu một bậc thang nhé. Thì nó có một cái formula như sau: 2h plus d bằng 25. Thì h nó là cái riser height, nó gọi là cái độ cao của cái bậc thang á, riser height tính bằng inches. Còn d nó chính là cái chiều sâu của một cái bậc của một cái bậc thang, nó chính là tính bằng inches luôn. Cho bất kỳ một cái cầu thang cho trước nào thì cái riser height này á nó sẽ y chang nhau, đương nhiên rồi, không thể nào mà có bậc cao bậc thấp, bậc cao bậc thấp được. Và cái tread depth cũng y chang nhau luôn cho tất cả các bước trong cái cầu thang đó. The number of steps in the stairway is number of its risers. Cái số lượng bước nha, cái số lượng bước, cái số lượng mà steps, cái số lượng bậc á trong một cái cầu thang bộ này, nó chính là cái số lượng của những cái riser này. Ví dụ 1 riser, 2 riser, 3 riser, 4 riser, 5 riser, nên là 5 bậc, 1, 5 bậc. Ví dụ có 5 step trong cái stairway này, trong cái hình bên trên này nè, thì cái tổng total rise của một cái bậc thang nó chính là cái tổng của cái riser height này cộng lại. Đương nhiên này, 5 cái này tổng cộng lại, tổng lại nó ra cái total rise. Ok, let's do 17 now. Ok, câu B phải không? Cái nào expresses cái riser height tính bằng cái tread depth, thì mình biến đổi cái này thôi, tìm được cái h bằng bao nhiêu, 25 trừ d chia 2 thôi. Câu D, câu B đúng không? Very good. And then next one we have 18. This one, 18 please. Ok, câu C phải không? Dựa vào cái building code nó yêu cầu là gì? Cho những cái bậc thang trong nhà đi, cái tread depth này nó bắt buộc phải ít nhất 9 inch và cái riser height này bắt buộc phải ít nhất 5 inch. Thì dựa vào cái riser tread formula này, cái nào trong những cái bất phương trình sau đây đại diện ra cái bộ của tất cả những cái giá trị có thể của cái riser height h này mà nó phù hợp với cái code requirement này, thì we can look at the answer here. Thì nó bao nhiêu thế này. Từ khi cái tread depth nó bắt buộc phải là ít nhất 9 inch, thì là và cái riser h bắt buộc ít nhất 5 inch, thì nó theo sau đây, d phải lớn bằng 9 còn h phải lớn bằng 5. Bây giờ mình giải cho d trong cái riser tread formula cái này thì nó sẽ d bằng là 25 trừ 2h, thì suy ra được lại là 9 nó sẽ từ cái 25 trừ 2h này phải lớn bằng 9, thì mình giải cái inequality này nó sẽ ra được là nhớ là khi mình đổi bên á, mình phải cẩn thận cái dấu lớn bằng nó có bị đổi hay không nha. Nói chung nó sẽ ra được là h nhỏ hơn bằng 8. Đó là một phần. H nhỏ hơn bằng 8. Nhưng mà mình cũng phải biết được là cái riser height á, nó phải ít nhất là 5 inch, cho nên là nó kẹp giữa số 5 số 8, câu C. Ok. Thầy ơi, ví dụ như cái cầu đó em thấy cái step chính vô cái công thức là 2h cộng d bằng 25. Ra h bằng 8 thì mình sẽ thấy cái công thức cái năm là at least là 5, còn cái thêm 5 8 thôi. Rồi cũng được mà lấy thằng. Yeah, you can do that. Có thể thế vô cái tread depth bằng 9 vô công thức này cũng được nè. You can do that. Yeah. Why not? Yeah. Ok, 19 nè.
Ồ, chưa ra luôn. Câu 19. Một cái người mà kiến trúc sư muốn sử dụng cái riser thread formula này để thiết kế một cái bậc thang mà tổng cái số rise, total rise nó là 9 feet. Thì mình tính nó ra được là bao nhiêu inch. Đó. Lấy cái số feet này mình nhân cho số inch. Một feet á, thì nhớ nó là cỡ 30 cm, nó cỡ nó ghi là 1 foot là bằng 12 inch nè, thì mình nhân lên nó sẽ ra được 108 inch tổng. Cái riser height nó phải ở giữa cái khoảng từ 7 đến 8 inch. Tức là mình khai chia trường hợp ra, nó chỉ có thể là cái riser height này wait moment, giữa 7 đến 8 inch có thể là mình cái số lẻ bên trong cũng được nha. And an odd number of steps, và cái số lượng mà bước này nó phải là một con số lẻ nha. Với những cái giới hạn của cái người kiến trúc sư này, cái nào sau đây phải là cái tread depth, cái D của cái stairways, thì là mình làm sao? Đây, câu C đúng. Bây giờ cứ gọi cái gọi cái H là cái riser height đi, cái chiều cao của từng cái bậc đi, thì là N là cái số lượng mà bước trong cái stairway này. Dựa vào cái thiết kế của kiến trúc sư này thì cái total rise nó phải là 108 inch từ khi cái số lượng bước nhân cho cái chiều cao của từng bước, nó là 108 đi, thì N nó sẽ là bằng 108 chia H. Mà mình biết được là cái riser height nó phải giữa 7 và 8, cho nên là làm sao cái hai nó sẽ bằng 108 chia N. Cái mình sẽ suy ra được là gì, mình đặt cái số 108 bên trên của từng cái nó sẽ ra chừng này, 108 chia. Nhưng mà tại sao nó lại lật cái số 8 nó đằng đây? Tại vì bây giờ số 8 nó xuống mẫu số rồi, nó sẽ nghịch đảo lại, right? Cái chợ từ cái chỗ này nó ra cái số 108 chia 8 và cái này nghịch đảo lại thì nó hơi bị khó hiểu. Mà người ta hiểu được là bây giờ là 7 chia 1 đúng không? 8 là 8 chia 1. Thì lúc đấy là 7 và 8 nó nằm trên tử số. Còn khi mà mình đảo nó xuống còn mẫu số như thế này thì chắc chắn là cái dấu nó phải đổi lại, hoặc là cái vị trí của những cái số này nó sẽ đổi. Thay vì là 78 nó sẽ là 87. It's like that. Để mà nó giữ nguyên cái dấu nhỏ mặt bằng này. Thì nếu mà 7 nhỏ hơn x nhỏ hơn 8 thì follow nó sẽ là 108 chia cho 8, nó sẽ nhỏ hơn cái này. Hay là equivalently là cái 108 chia x nó bằng n nè. Từ khi cái 108 chia 8 này nó ra nhiêu? 13.8 phải không? Nó nhỏ hơn 14. Còn cái 108 chia cho 7 này nó là 15.4, nó sẽ là lớn 15. N là một cái số nguyên đi, đương nhiên là số lượng step nó không thể nào số lẻ được. Cho nên là nó sẽ thôi lên 14 nhỏ hơn bằng N nhỏ hơn bằng 15. Từ khi N bắt buộc phải là một số lẻ, tại vì nó yêu cầu là odd number of steps nè, thì N chỉ có thể số 15 thôi. Chỉ có thể số 15 thôi nha. Vì thế mình thấy số 15 này vô cái H, vô tìm H nó sẽ ra được là H bằng 108 chia 15 bằng 7.2 inch. Thì mình thấy cái 7.2 này vô và cái riser thread formula nó sẽ cho được cái D bằng cái riser depth nè mà đề bài yêu cầu nè. Cái thread depth chứ D bằng đề bài cầu là 10.6 inch. Rất dài và rất khó. This is a difficult question. Phải biện luận nhiều. Anyway, let's continue now. Okay, let's do this one. Bài 20 đọc đầy cẩn thận nha. Okay, Nguyệt. Câu 20 ra được là tổng, nó kêu là tổng số nghiệm của hai này. Một nghiệm là 6. Còn một nghiệm là trừ 0.7 thì nó sẽ ra hai cái này cộng lại ra 5.3 thôi. Yeah, very good. Câu 21 nè. Have you done it? Nguyệt ra được D phải không? 21. Cái nào sau đây là cái kết luận được ủng hộ tốt nhất bởi cái sample data này, thì gần 30% của tất cả các con largemouth bass hoặc là bass ở trong cái ao này nặng hơn 2 pounds. Well, it's actually correct. 21, please. Câu hơi bị dài. Number of states
with 10 or more electoral votes, số lượng các bang của nước Mỹ với 10 hoặc là nhiều hơn những cái vote mà electoral votes vào năm 2008. Median là giá trị giữa trong cả cái dãy số đó, tức là lấy cái số nhỏ nhất cộng số lớn nhất rồi chia đôi ra. Ra 15 đúng không? Dựa vào cái này, what là cái median number? Là câu B đúng không ta? Để xem là 22. Câu B đúng rồi, very good. Câu 23. Câu 23 nè. Ok, height versus time for a bouncing ball. Bây giờ chúng ta có một cái trái banh mà nó cứ nảy trên mặt đất như vậy. Đương nhiên lúc đầu nó nảy nhiều, xong rồi từ nhảy ít lại và nó kết thúc luôn. Ok, let's do this one now. Nguyệt nó 3 lần phải không? Nó hỏi là sau khi nó được cái banh được ném xuống có bao nhiêu lần cái trái banh này ở độ cao 2 feet. Thì mình nhìn vào cái chỗ này mình thấy được lúc đầu là 0 giây đi. Thì nó rớt đây là 2 feet một lần nè. 2 feet lần 2 và 2 feet lần 3. Sau đó là nó không thể nào nó lên 2 feet được nữa. Tức là câu đáp án là C thôi. Nhìn vào cái biểu đồ ha. It's C, very good. Number 24 please. Cẩn thận mấy câu đơn thuần gì nha. Ra 5.4% phải không? Nó kêu là nearest tenth of a percent. Đến cái số phần 10 gần nhất của 1%. Thì cái lượng water bill nó tăng bao nhiêu phần trăm? 5.4 đúng không ta? Correct. Lấy cái này chia ra nó sẽ ra được là 0.054, tức là 5.4%. Yeah, very good. Ok, number 25. Let's see now. Bây giờ nó cho một số giá trị của cái hàm của cái hàm đường thẳng như vậy. Thì từ hai cái giá trị hàm đường thẳng này mình có thể suy ra được là cái phương trình đường thẳng y bằng x cộng b nó bao nhiêu. Mình cứ thế hai cái số đó vô thôi, mình giải phương trình. Rồi sau đó nó kêu là tìm giá trị của f3, thì mình thế cái giá trị x bằng 3 vô phương trình mới tìm được thôi, nhiều bước. Ok, nói chung là bây giờ nó thế này. Một phương trình đường thẳng thì nó phải có một cái rate of change, cái tốc độ thay đổi nó y chang nhau, tức là cái slope của nó, cái độ dốc của nó y chang nhau á, không đổi. Và bất kỳ hai cái hàng nào của cái bảng mà được show ra nó có thể được sử dụng để mà tính cái rate này. Từ cái hàng đầu tiên đến cái hàng thứ hai đi, giá trị x nó tăng 2 đơn vị nè, từ 0 lên 2 nè. Còn cái hàng bên đây là giá trị từ trừ 2 lên 4 nó tăng 6. Đúng không? Cho nên cái giá trị của fx nó sẽ gia tăng 3 đơn vị. Cho mỗi một cái đơn vị tăng một lần của x. Chỗ mà từ cái 6 bằng 4 trừ đi trừ 2. Thì nè, x bằng 3 là sao thầy? Thì lấy cái số sau này trừ cái số trước này, nó ra cái độ khác biệt thôi. Nè, 2 trừ 0 bằng 2, 4 trừ cho trừ 2 tức là 4 cộng 2 bằng 6. Nó chỉ có vậy thôi à. Tức là làm sao? Ừ, tức là fx tăng 3 đơn vị, cho mỗi một cái đơn vị tăng x là 1. Từ khi f2 bằng 4 đi, thế với giá trị 2 bằng 4 đi. Thì khi f2 bằng 4 đi, thì làm sao? Nếu mà cái x nó tăng 1 đơn vị, thì cái fx tăng 4, 3 đơn vị, tức là f2 cộng 1 nó sẽ bằng f4 cộng 3 bằng 7. Vì thế f3 bằng 7. Đây là một cái cách rất là đơn giản. Nhưng mà nó còn một cách khác. Đó là mình có thể tính ra phương trình đường thẳng y bằng ax cộng b, you know. Thì bây giờ mình thế số vô. Thế giá trị 0 trừ 2. Thế giá trị 0 trừ 2 vào. Và cái giá trị, lấy một cái nữa đi, lấy cái 2, cái 4 vô nữa. Thì ta có gì? Nó sẽ ra được hai cái phương trình là trừ 2 bằng b. Tại vì 0a mà, 0a cộng b và 4 bằng là 2a cộng b. Đó, thế hai giá trị đó vô, x y vô, nó sẽ ra được chừng này. Thì mình biết được là b bằng trừ 2 nè. Thế ngược cái b nó vô vào
4 bằng 2a cộng b thì nó sẽ ra bao nhiêu? 4 bằng 2a trừ 2, a sẽ bằng là 3. Suy ra phương trình đường thẳng là y bằng 3x trừ 2, đúng không? Ừ. Rồi sau đó nó kêu tính giá trị của f3 thì mình thế cái số 3 này vô thôi. Thế x bằng 3 vào, nó sẽ ra y bằng là 3 nhân cho 3 trừ 2, tức là bằng 9 trừ 2 bằng 7 thôi. Nó cũng ra y chang là dạy b thôi. Đây là một cái cách mà cơ bản mà trong trường phổ thông ta hay dạy. Nhưng mà còn một cách khác là trong cái đáp án nó dạy, nó chỉ. Miễn sao ra được đúng cái đáp án không? Ok, now we can go to the next one. Khó hơn xíu, cái đề này khó nha. 26 nè. Con này không biết làm à. Rồi bây giờ cái gear ratio, cái tỷ số giữa cái bánh răng R và S, nó là cái tỷ số của cái số lượng răng trên hai cái bánh răng được kết nối với nhau. Thì cái tỷ số của cái số lượng vòng xoay trên 1 phút revolution per minute của hai cái bánh răng là S chia cho R. Trong cái hình bên trên, gear A được vận bằng motor đi, bằng cái động cơ đi. Thì cái sự xoay của gear A nó sẽ gây cái gear B nó xoay chiều ngược lại, đương nhiên rồi. Và cái gear C nó sẽ xoay chiều ngược lại của cái gear B. Tức là cái gear A á, nó sẽ gây ra cái B nó xoay ngược lại, và cái C nó xoay thuận chiều với cái A. Nhưng cái đó không phải là cái mà đề nó yêu cầu. Gear A có 20 răng, gear B 60 răng, còn gear C là 10 răng. Nếu mà gear A được vận hành bởi một cái động cơ ở cái tốc độ là 100 vòng một phút đi, thì cái số lượng vòng xoay trên một phút của gear C là bao nhiêu? Thì mình nên biết được là khi một cái răng này nó di chuyển, cái răng kia của mấy cái bên cạnh nó cũng sẽ di chuyển như nhau. Ví dụ một răng này di chuyển thì bên kia cũng sẽ một răng di chuyển thôi. Thì câu này giải như sao? Đề nó kêu là câu là bây giờ nó có nhiều cách tiếp cận lắm. Thì thầy hãy một cách đơn giản nè. Bây giờ nó kêu là nếu mà gear A xoay cái motor là cái rốc tốc độ 100 vòng trên phút đi, tức là nó có 20 răng 20 revolution per minute, tức là 20 vòng xoay một phút. 20 vòng xoay một phút tức là nó đã trải qua 20 cái răng nhân cho 100 nữa, tức là 2000 răng, đúng không? Một phút đúng không? 2000 răng một phút. Thì nó cũng phải, cái gear C nó cũng phải xoay được 2000 răng phút luôn. Tại vì giống như cái lý luận hồi nãy mình nói, nếu mà 2000 răng như vậy một phút, thì là cái gear C nó có 10 răng đi, thì nó có phải là nó sẽ xoay được 200 vòng phút không? Tại 2000 chia 10 ra 200, đúng không? Thì câu C nó cũng ra được đúng câu C luôn nè. Đó là một cách để mà mình lý giải, hoặc là đề bài nó chia tỷ số như cái gì nè. Nó có nhiều cách để mà giải bài này, nhưng mà theo cái kiểu mà cái răng đi, bây giờ một răng di chuyển thì răng một bên kia nó cũng sẽ một răng di chuyển theo luôn thôi, 1:1 tỷ lệ. Thì nếu mà cái gear A này nó di chuyển như thì như thầy đã giải thì nó ra 200. Câu 27 nè. Bây giờ đụng đến phương trình đường tròn mà thôi, hết giờ rồi. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.